Tôi cứ bị ghen tuông là một biểu hiện của tình yêu, nhưng mà ghen tuông mù quáng bệnh hoạn khiến cho con người ta trở nên mất lý trí, hành động nhẫn tâm và độc ác để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình. Đúng như vậy thưa quý vị, cơn ghen lên thì ít người kiềm chế được bản thân của mình, họ trở nên thú tính và ghen một cách mù quáng, lúc đó lý trí không còn tác dụng nữa. Vụ việc xảy ra mới đây tại Tiền Giang là một ví dụ điển hình. Được biết, trang Văn Tú 39 tuổi quê thành phố Hồ Chí Minh đã có vợ là chị Lê Thị Bích Anh N. 35 tuổi, ngụ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và một đứa con. Sau đó cả hai đã ly thân. Hiện chị N đang sống như vợ chồng với Võ Hồng Tuấn, 41 tuổi, ngụ phường 1 thị xã Cai Lậy, tại một nhà trọ ở phường 2 thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo điều tra ban đầu, Tuấn khai nhận trước đó giữa Tuấn với anh Tú có mâu thuẫn trong việc ghen tuông tình ái. Tuấn ghen tuông khi nhìn thấy chị N đi câu cá với anh Tú nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 11, Tuấn và Ngô Thanh Nhàn, 36 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, có mang theo sẵn một con dao, loại dùng để cắt trái mít, cán bằng nhựa đen, tìm anh Tú để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa Tuấn và Tú tiếp tục cãi giả. Tú chạy ra phía trước nhà, lấy vỏ chai bia đánh Tuấn. Thấy vậy, Nhàn dùng dao thủ sẵn, đâm liên tiếp ba nhát vào người Tú. Ghi án xong, Nhàn và Tuấn lên xe bỏ trốn. Tú được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.